Hello cả nhà, mến chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Phương Thí Cuộc Sống Mỹ. Thì các bạn ơi, thì sáng nay mới tới Cali, hoảng hôn về mệt ngủ, không có đi chơi đâu chân á. Cho nên sáng nay mình sẽ đi ăn sáng sớm rồi sau đó gia đình mình sẽ đi biển nha. Xin chào ông bà cô chú. Xin chào ông bà cô chú. Giỏi, hồi mình vô. Đi vô kiếm cái gì ăn các bạn ơi. Tô thường với tô đặc biệt khác nhau là chỉ có cái tô bự với cái tô nhỏ thôi. Bà ngoại bà ngoại cứ chúc may mắn. Bự quá ngoại sợ ngoại ăn hết. Có chút xíu à mẹ, thấy gì chứ chút xíu à. Cái này đừng kêu chị làm nó tiếp em, nó dặn rồi đó. Nó dặn rồi đó, nó không đen đồ Việt Nam luôn á. Nói nghe nè, sớt cho chị đành trước đi. Hay chị đành. Cái tô chị đành. Cái tô này tô xe lửa cũng nói rồi, thì cái tô chị đành nó cũng là tô tàu hỏa hay là máy bay gì á. Đây cà phê sữa nè, nó mạnh quá nè, một hồi là không muốn nữa nè. Cái mông ngoại giúp. Cà phê sữa. Nè, cho dừng đỏ luôn con, để đây cho bác. Ở bên đây chú, ở bên đây này chú. Chuyển qua đây mẹ, chuyển qua. Cho đợi đem giấy rau rồi cảm ơn. Cái này là mì quảng của mẹ kêu. Con muốn ăn cái này không? Muốn ăn thì mẹ cho. Rồi cảm ơn mấy. Ăn cái nào? Ăn bún bò Huế hay là ăn mì quảng đây? Cho bạn lựa chọn. Cái đồng bò ăn đó. Ăn hả? Bún bò Huế. Vậy con mẹ kinh qua. Cà phê sữa đá uống ngon cho đàn. Trời ơi, ngon. Ngon hơn mà Úc mà làm không? Dễ rồi thấy hơn. Dễ mẹ nè mẹ. Mới bắt bước mà Úc qua Mỹ làm cái này là mì quảng, cho phê sữa đá bán rồi. Không có chị Anh ăn không có nước mắm không, cho này có nước mắm nè. Nước mắm luôn. Ngon nghe. Mì quế không? Dạ. Là phải có quyết mà chị qua đi trên lắp gác ăn không có quá, không có quyết. Cái này tiêu luôn không? Mày ớt sợ hôm qua lên ấy trời ơi, không có mày với từng nướng đó. Đồ ăn á thấy cha với thấy cha đành ăn ngon lắm. Giờ mấy con ăn hoài gì mày tao đi kêu mà chẳng tụi con đi lát cái gác năm rồi cũng gì cũng ăn đã con cho anh đầm thêm đầm cái này kiếm được cái này cái gì đây mà ăn mà phải chia ra hai bàn nướng luôn. Cái đó tương ớt với ớt sa tế anh để mình cho dành mới biết đâu đang hết biết rồi. Rồi để đó đi, cho đây đợi đó đi. Hình như tụi bay bao nhiêu là lần đầu cho dành ăn năm năm rồi tăng lậu đúng không? Đi lát cái gác cho nữa. Ở Việt Nam giờ bán đây là có chuối kem, chuối này sắc cũng hay à. Rồi chứ. Rồi mời các bạn cùng ăn sáng gia đình mình nha. Bán mấy thì bố mẹ qua đây qua Mỹ này nè, cha mở quán bán phở thôi. Cái tiểu bang của con thành phố còn anh mở bán quán bán phở cho mẹ bán được á. Tao nấu mà không bá cháy nữa mà sợ. Qua đây mở quán bún, bán bún nước lèo. Bún nước lèo không ăn. Nhà Mỹ. Bún nước lèo Mỹ không ăn nhưng mà phở. Phở này là Mỹ mới ăn chứ. Sợ thành phố của con. Trong như giờ chưa hết tao nấu mà không bá cháy. Tiểu bang của con không có nhiều người Việt. Không mẹ. Coi tiệm kia nó bán phở mà không có hầm. Không có rau thơm đâu gì đó mà bán cho Mỹ ăn không à. Mày cho ăn thử nó mở con phở nó bán cho Mỹ mà. Mà vì Mỹ như sắp hàng ăn con biết ăn cái gì đó. Mình châu Á thì mình thấy mình không ngon, nó thì nó ngon. Cái thịt chả thì cũng ngon hết đi. Mình cháu quế nè. Dài nè. Ngon. Ngon nhưng mà có món ăn cái cuốn mình thấy. Cái gì? Ngon mà không biết không biết được quá. Ngon hả chị? Vậy chứ quá trời, hôm nay thịt bò không mà. Ừ. Sao mà miễn cho chơi ăn bò nào ngán cái gì mà. Ừ, ông nói chuyện nào ngán về đó. Lúc mới đầu mẹ mới qua mẹ ăn cái bò được mà mẹ. Cái tự nhiên tao mặn, cái tự nhiên tôi như vậy qua vậy đang ăn cái tự nhiên dùng mình rồi là vừa nghỉ ăn đó, ăn không được nó ngộ vậy đó, làm như mình lập bộ gì đạt cha không? Mày hồi đó giờ đi nhậu đó, là mẹ không bao giờ mà đi lại mà kêu ghéo gì hết, mà chỉ là con bệnh thôi là mới điện thôi chứ ngoài ra là không.
là bên đó gì cháu phải chồng bà nghe đám bạn ngồi hai ba hai ba uống cà phê hút thuốc từ sáng đã đứng người Việt Nam đứng nhóc ngoài cửa các bạn bên lai quậy quậy quậy. Ví dụ bây giờ tao muốn bằng ăn chung đi, người thấy cái tình trạng đó không ai dám làm. Cái nói trên hạnh phúc không có trên cha mình nói câu là tao nhớ hoài, không có khi nào mà trên trời rơi xuống, tự mình tạo hạnh phúc cho vợ chồng mình. Tại sao cha mẹ không cãi lộn lỡ chỗ đó, mình nói mình tôn trọng lẫn nhau làm sao lại lộn, dù cãi cũng không hay tao nữa. Bạn bè xuyên bang đi qua đây mấy chục năm không gặp, gặp lại gì nó đang gọi, nó đang gì đang trên đường đi đi tới vô ngồi uống chai bia chưa hết, vợ nó hú một tiếng một bỏ chai bia xuống nửa chừng là giọt cái nhà đó, chiều tới chiều là gọi nó không dám bắt điện thoại luôn. Nhiều thằng nó nhắc mấy thằng đó luôn bực thằng nò đã nghe mà sợ quá chở con này thiết chả năng luôn á. Con sumo sao nó ăn dữ vậy ta, nga sumo á ngăn giặt với mẹ nhắc ngày qua nay hai lần rồi đơn giản, con nghe sumo là ai mà nghe mẹ nhắc hai lần. Trời ơi mày coi cái nó mẹ không mê tao mới sợ, mà thấy cưng lắm. Nó ăn nhiều quá hả? Ừ, nó ăn tỉnh bơ mà nó ăn đàng hoàng nha. Thì các bạn ơi, hồi nãy ăn sáng xong á, gia đình mình tính ra biển chơi mà trời nắng còn nóng quá trời nên gia đình mình sẽ quyết định đi biển buổi chiều nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ dẫn cha mẹ vô trong khu Phước Lộc Thọ ở Cali ha. Để xem cho cha mẹ xem trong này có cái gì nha các bạn. Cái mấy gì? Cái mấy cái phone điện thoại. Chợ Việt Nam à? Áo dài à? Tưởng đàn Dương tới đây trước. Áo dài nè. Hồi đó đi qua đây là thấy mấy cái này con khoái nhìn lắm. Nè, đồ bộ ngủ đi. Đây nè mẹ. Trên này nè. Vô đây cho ngoại mua dầu. Này nó có màu này mà hả? Còn mua một cái bún 12 chai á, em cũng được. Con có phone với con đúng không? Dạ, yeah, ok, con đi vòng vòng bị khép phù, ok? Mẹ mua... Mua lẻ thì 5 đồng chai, dạ. Số 12 chai em tính 50 đồng. Như, 50 đồng. 50 đồng cho... Mà nó ra cái phần mua xịn đó, thêm 2 chai dầu nhỏ, này, yeah. 52 đồng. Dạ. Yeah. Là lỡ đó, 2 chai đó mình bán 5 đồng là rẻ đó. Này giống như cái loại dầu cù là hả? Không, cái dầu nước chai này nè. Ờ. 2 chai nhỏ là 2 chai này. Họ giống như mình đi travel mình lấy cái chai nhỏ nhỏ này dễ ha. Cũng cái này nó lăn mình đâu ở đâu mình làm đó chứ phải kia. Ok mẹ, cái này á giống như mua một lố này cũng là 50 mà có tặng thêm hai này, mà cái loại cái chai này cho mở cái chai nắp ra nó không có sức giống như cái kia mà nó có lăn đâu đâu á thì mình sức mình lăn cho đó thôi. Chú lấy cho mua thứ chai bự lố đi. Cái này là cái để con lát con hỏi thử. Không, phải dầu mà sức dầu. Phải cái mùi đó không? Thì đó, cái mùi ngoài đó là cái đó đó. Thì giống như cái này là tặng phẩm thôi. Cái này là tặng phẩm. Tặng phẩm theo thôi. Mẹ... Có cái dầu nào... Có này có chút chai bự không? Dầu nước là dùng. Cái này 24C nè. 36, hỏi lại 36. Có chứ, có gì chưa? Nhông lố 36 chẳng. Mà cái 36 thì như không có cái tặng phẩm nha. Ừ. Nhưng mà cái này á thì lố gì? 7 đồng chai mua lố thì 70. 70 trong muỗng 12 chai luôn. Hai cái lớn hả? Đó lớn. 36 thôi. 36 á. Thì cái xe bự đó nhà mình xài đó là 36. Mua nhỏ thì mấy? Nhỏ 50 triệu. Có cái promotion thì 52 được cho. Đâu đâu giỡn cái xe bự vậy. 52.
52 có hai chai này, còn cái này không có đó thì 50. Thôi lấy 50 đi thôi. Dạ. Cái đó, cái này thì 50. Có hai chai nhỏ là bằng chai trong này luôn. Không, nhỏ xíu này. Không được. Cái này để bỏ trong xe trong bóp đó ha. Dạ. Thôi lấy cái 52. Dạ. Đúng rồi, thì đó cái chai đó là cái này nè. 6. Đúng rồi, 6. Ở nhà mình còn không? Còn làm như cậu chị nhớ thôi, mình dinh cái nhỏ cho cậu mua cái này mình xài đi. Cái này là 12 chai. Mẹ để xài, mẹ mua hai lốt mẹ xài để dành xài đi. Rồi mua tặng thì mẹ mua hai lốt nhỏ kia. Được không? Ở nhà mình còn lốt gì? Ông xã. Ở nhà mình còn lốt không? Lốt gì? Lốt dầu. Dầu xanh á. Còn 12 cho vậy lấy cho con hai cái 36 với lại hai cái 24 đi. Dạ. Cái này thì xài, con kia mua tặng á. Chú ơi, có cái dầu cù là mà của cái này luôn á. Không, mẹ còn không? Còn khỏi đi. Khỏi cù là đi. Khỏi cù là đi. Khỏi dạ. Khỏi. Còn nhiều, mẹ còn nhiều không? Tại vì 2 năm con mới về 1 lần á. Đủ. Rồi hai này còn nhiều. Hai thêm. Thôi thêm được rồi. Rồi. Cha còn muốn gì nữa không? Muốn gì? Có kẹo, có muốn ăn. Rồi. Tao miếng được. Đây còn gì nữa không? Ông ngoại muốn thêm gì nữa không? Trà gì không ngoại? Bên đây thì đồ ăn này, nguyên cái khu này là đồ ăn. Để gặp đồ ăn mới ăn nhé. Không phải, nó đi mua đồ chắc cứ đổ nó mua về nó đặt cho tôi, nó mới hay gì. Cẩm thạch. Đây có cái gì đấy? Bên đây là đồ ăn. Bán khu đồ ăn á, mà ăn bánh trái gì á thì vô đây ngồi. Dầu dối xanh ở đây cũng có bán kìa. Rồi thấy được rồi, xin mời. Hả? Phải. Mini mất kìa. Chưa đi lên lầu, ở trên lầu còn nữa. Hình như là thay pin đồ đồng hồ quá cha. Muốn tới đây thắp nhang á thì thắp nhang. Chỗ này có Đức Quang Quân gì đó. Wow, đẹp quá. Nó có chịu đi chung, vô mà trong mall hay vô chỗ nào mua được á là nó đi riêng hả, chứ nó không đi chung. Ok, đứng dưới kìa. Đi lậu xạo rồi sao nó ghê nó mày. Còn cha mẹ thấy phía bên đó đó, cái đó là cái sân khấu á, nhằm khi người ta biểu diễn nhạc đồ. Ca nhạc đồ, nhằm múa đồ ngay lễ Tết đó mẹ. Cái áo dài. Hả? Bán người châu Á mà, người Việt mà. Đá mà, dạng như đá gì đó con không biết. Đá phê. Sophia. Sophia. Cái mắt đèn của nó thế. Cái này vàng bạc đá quý nữa. Ừ. Đi bộ bên kia đây. Đi coi cho biết. Nguyên khu này là bán vàng. Thạch anh tím.
mua đâu, không biết mua cái gì á. Ta nói tiếng Việt không biết hiểu nhiều không nữa. Đưa 10 đô. Chị Đăng. Jay. How much? $10? Không biết nữa, nhất mấy đồ lưu niệm mà cái gì. Mua đó 10 đô đó. Mấy cái đồ lưu niệm hay đồ chơi. Ốp xoài, chưa kìa. Cái áo dài mình chừng 200 ngàn. Sao vậy, muốn mua không? Cái cô cha còn xài được mà là gọi con mua về còn xài được phải không? Con mua gì vậy? Trời ơi, là cái gì vậy? Nhiều. Bà đó, bà nói 10 đồng hả? Bà nói tiếng Việt con hiểu luôn hả? Vậy ta. Đi cho ngoại coi ha. Vậy đó. Cái đó đó. Đồ ăn nhiều quá, ở dưới đó bán đồ ăn không đó. Mình nên ta đóng cửa rồi chứ đành. Trong đó ta đóng cửa rồi con. Cái gì đó. Cho nói gì? Thì khu này là cái chỗ này là bự nhất rồi đó. Dạ. Người Việt mình đông, chợ búa rồi cũng đông. Toàn là đồ Việt không à. Ở bên Cali này cái này là bự nhất rồi đó. Đúng rồi, giá số. Không. Không biết. Đồ ăn bên đây quá trời luôn. Cha mẹ con ăn gì nữa không? Bánh tráng trộn, bột chiên, cơm tấm, cháo lòng. Hả? Cha còn đói nữa không cha? Mấy hộp quẹt chipo nè. Ông ngoại thấy cái này ngại khoái nè. Để quay gần cho các bạn xem. Một cái khúc gỗ nhưng mà người ta giống như điêu khắc lên rất là nhiều con ngựa trên này. Đã đáo thành công. Khúc này còn ngựa không các bạn. Nhưng đây là một khúc gỗ nha. Phơi gỗ không cha? Nó nói mình đừng đụng á. Ta để là mình đừng đụng. Tỉ mỉ lắm luôn á. Đá hay gỗ cho nó cho mấy đường. Đá, bằng đá chứ phải gỗ các bạn ơi. Điêu khắc cho bằng một cái cục đá nhưng mà điêu khắc rất là nhiều ngựa trên này. Đẹp. Đi vô trong chợ này đi vòng vòng thôi các bạn. Chứ mẹ với cha mình nó coi cho biết thôi chứ cũng không có mua gì. Nãy mẹ mua được mấy lố dầu nước xanh. Cần về làm quà. Với lại mua về đang mẹ xài á. Mẹ. Mẹ ơi. Lấy cái bọc nè, bọc của mình á. Mình mới dẫn cha mẹ đi trong khu Phước Lộc Thọ để cho cha mẹ tham quan. Rồi đi một hồi chán, bây giờ mình sẽ ra qua bên cái khu... Bây giờ Phương Thúy sẽ dẫn mẹ đến siêu thị Thuận Phát nha các bạn. Để mình vô đây mình coi có trái cây, có đồ đồ để mình mua về bên tiểu bang của mình á. Nắng quá các bạn ơi, nhưng mà mát mát chứ không có nóng giống như ở bên tiểu bang mình. Cái xoài này giống như xoài ngọt thơm Việt Nam mình á. Không, giống như xoài Việt Nam mình á thì không có hôi đâu. Bán là bán nguyên thùng vậy mẹ chứ không có lựa trái. Coi thùng, cái thùng nào mẹ thấy nó đẹp đẹp thì mẹ lấy.
sống về nó nhanh chín, cũng nhanh chín lắm, mày để cái là nó sẽ chín á, mấy bữa là chín. Đẹp không? Lấy gì lấy đó đi. Giá để đây nè, 12 đồng 99. Mày lựa đi, lấy một thùng một thôi hả? Ở dưới này chín hơn. Rồi, vậy đi tới, đi tiếp. Cái dâu à? Muốn dâu không? Dâu này con không biết nó ngọt không nha. Lấy để lên xe ăn cũng được. Ngoại thích dâu mà. Đây đó đi, nó cũng rẻ mà không mắc nè. Có 2 đồng mấy à. Sao trái hơi nhỏ ha. Dẫn mẹ đi chợ là mẹ phái, mẹ mình thích đi chợ mua trái cây, không thôi là mua vật dụng sử dụng trong nhà các bạn. Lát vô mẹ. Ê, để dưới đây nè, không tao dập. Lát vô con biết gì không, con mua muối nha mẹ. Cà phê hiệu khác con không biết. Đậu phộng hấp nè, ăn không? Xương xăm. Cái này là cá cơm kho. Mẹ kéo cái đầu xe xích vô mẹ, chừng ta đi qua chúng. Cá cơm. Chè khoai môn các bạn ơi. Dạ. Không thì mẹ để kia lại, nước mi giang à. Thích cái đó hơn hả? Mới hơn. Chè khúc bạch. Ồ, cái này chè dưỡng nhan. Mẹ ăn thử chè dưỡng nhan không? Có không? Sâm bổ lượng. Cơm rượu nè mẹ. Ở trên này có bán cơm rượu nè. Chè đậu đỏ. Nho. Nho trái dại, tôi thích chứ cho chín dục. Ô mẹ, trái xoài này có thể ngon nè. Sao này xoài gì vậy ta? Xoài tượng Việt. Không phải tượng rồi. Không phải tượng hả? Cái trái này trái gì vậy? Lê Đại Hàn. Trái lê. Lê Đại Hàn. À, ổi. Quá trời trái cây, nhìn đã cái con mắt các bạn ơi. Này khu này trái cây không à? Cũng là lê luôn, đúng rồi. Xích trên đây chút xíu đi mẹ. Ở đây bán đại thì cũng ngon chỗ con thôi. Dạ, bên đây cái chợ này rộng hơn cái chợ bên của con nhiều lắm. Tối nay mình về à, sáng mai mình mới về, tới nay mình còn đi chơi. Giao thì để trong. Thì giống như cái này là mình. Cái này là mình đi chợ xong là mình không có đi chợ nữa đó. Mồng tơi. Rồi đó. À, tầng ô quá mẹ. Này là rau đắng. Rau đắng mà xào ăn á, anh Dương cũng thích nữa. Rau đắng để xào thấy không biết sao mà thấy ngon nè. Lấy đại 2 bịch đi. Nó y chang hả mẹ ơi, con thấy nó má không? Dâu má này già nha. Chứ nó không có non giống như dâu má Việt Nam mình. Cái cọng nó sẽ dài hơn, nó sẽ hơi già hơn chút xíu. Muốn sao? Má ăn được rồi. Bịch lắm. Không. Dâu má này mẹ nấu làm nước uống thì ok thì được. Chứ mẹ ăn con thấy nó hơi già. Còn nhiều lắm. Trời hẹ nhà con quá trời. Vậy. Cà chua. Ở bên con có trái này mà. Có. Củ sen. Cái này là gì đây ta? Bạch quả. Măng cục nhỏ. Ở đâu vậy? Cái này măng cái cục nhỏ. Rau. Bà ngoại thấy rau. Đây nè, xả đất son đây nè. Để con đi lấy cái bọc cho. Hả? Mẹ lựa đi, con lấy cái bọc cho. Thương mẹ của Phương Thí ở Việt Nam á các bạn. Giao nhiều dữ lắm.
rồi qua đây cái chợ Mỹ thì không có rau hết trơn á. Bây giờ thấy rau giống như cảm xúc của Phương Thí mà khi đi chợ Việt Nam, nhưng mình thấy rau mình cũng mua rất là nhiều. Cái này nó cho bằng cà phê gì ta? À, dạ. Nó khác hơn của bên mẹ nữa nè. Không có, 1 đồng 49 một lọn vậy mẹ. Một lọn như là 1 đồng 49, ở trên có để giá. 3 lọn hay đi. 3 lọn, 4 lọn gì cũng được. 4 lọn này trừ hao về tới bển nó hư lặt bỏ bớt. Tại thời tiết nóng quá, chạy qua cái Arizona là nóng dữ lắm đó mẹ. Mua gì mẹ? Dạ, mua bọc nước đá để vô nhưng mà vẫn nóng, nóng dữ lắm. Dạ. Rồi đẩy xe tới ngoài. Mình hết hành rồi, mất đi chợ. Rồi tới nửa giờ đi chợ sao? Hành mình lấy mình trái ra đi. Mày về mẹ. Thì mẹ lấy đi, để xe đây, đẩy của bảnh nó bị chặt đó mẹ. Con nghe nói hình như lựa cái đó cái mắt nào nó nở nở hay gì á, phải không? Không có coi cái mắt nở á thì nó mới ấy hay sao, con không biết lựa mẹ ơi. Con không có biết lựa, cái lựa mít chứ con không có biết. Bên này mít Việt Nam người ta biết, tại người ta không có gặp. Mẹ biết giờ anh Dương nói cái mắt nào nở nở mới có nhiều muối, còn mấy cái mắt mà nó không có nở là trong đó nó lép rồi mẹ. Con không biết, con nghe anh Dương nói vậy đó chứ con cũng không biết lửa mít nè mẹ ơi. Không. Cái này thì mình xong nha, mình mua gì? Thì mình mua gì để vài bữa cái nó chín. Không. Cái này là bị mình à. Thì lấy đại đi. Đại đi. Cái này sao nó có hay dính, cái này đâu con coi cái này cái gì vậy ta? Dạ. Đi. Không, không hơn. Đi chạy. Là dở nó lên đây, dở. Rồi. Nè. Ok. Để nó kiểu như cái bự cắt làm hai. Nó nhỏ thì biết giá. Cái này chỉ thấy. Khoai mì. Không phải khoai mì mà là khoai gì? Khoai gì á? Nấm đùi gà thì mẹ. Ngoại thích ăn nấm đùi gà, qua đây nè ngoại ơi. Cái nấm đùi gà mẹ. Nó ăn bì gà ngon lắm hả? Có nhiều loại nấm lắm, mẹ lựa đi. Nấm này cũng ngon, nấm Việt Nam không nè nghe. Thì đó, chợ Việt Nam mà. Cái này là để lâu được nè con. Muốn lẩu ăn cũng ngon đó nè. Cái này là nấm đông cô tươi nè mẹ. Nấm đông cô mà còn tươi á. Về xà lan cũng ngon đó nè con. Cái đó trong chợ của tụi của con có chợ. Hả? Ờ, chợ Việt Nam của con nó có. Đi mua này không? Thôi khỏi mua đi, mẹ mua nấm đùi gà đi. Mẹ kéo xe đi mà con. Đây mẹ mua cái loại nấm đùi gà này nè. Thôi nhà con có thôi. Cái nấm này nè, nước khẩu ăn cũng ngon nè. Cái này là giống Việt Nam nè. Mẹ thấy mua nấm là mình biết về nè. Cái này là con biết lẩu ăn không á. Ừ. Rồi thôi mẹ lấy nấm đùi gà đi. Về bển không bao lâu con chở mẹ đi chợ Việt Nam mà. Vậy hả? Dạ. Cái này, da, cái này về ăn thôi mẹ lựa đi. Nấm đùi gà sống này bự dữ người ta, ngon không mà bự dữ người ta. Ngon. Mẹ bển nhỏ nhỏ không ăn không? Bự dữ người ta nha. Nấm đùi gà mình lại đùi gà bự á. Cái nấm này ngon. Ăn nó giòn giòn đó ngoài. Cái này mẹ biết làm đồ ăn nhiều lắm ha. Lấy thì mẹ lựa đi. Hai dĩ cũng được. Rồi lấy hai cái mẹ để lên trên với mít luôn, để trên kia nó dập mấy cái rau. Để con đi qua phía bên kia coi sao không thấy không thấy rau muống nữa ta. Mẹ để qua đây nè mẹ. Bí đao quá mẹ. Bí đao này chứ nấu nước rồi á. Dạ. Để qua đây. Lấy một cái đi. Để ngoài không bị hư. Sao củ nhỏ xíu vậy trời. Hình hương, thường con mua cái kế bên á thì nó hơi bự dễ lột. Cái đó là màu không phải màu tím là cái của màu tím á. À. Không biết cái đó nó còn sống không đó, mẹ muốn lựa nào đó mẹ lựa. Mà lột lâu quá. Rồi.
Và bên đây là tàu hũ các bạn ơi. Tàu hũ chiên, sữa đậu nành, đậu hũ lá dứa, chỗ nhìn thấy ngon quá vậy. Đậu hũ đường gừng. Cái này trong Việt Nam. Rau cần nó cũng có mùi rau cần tây á mẹ. Giống giống mùi rau cần tây mà nó hơi bự hơn. Không, nó ngon hơn rau cần nhà mày. Ờ đúng rồi, đúng rồi. Cái này thì muốn thì mẹ mua lộn về xào. À. cái khu lợi của mình đựng không có được nhiều ngoại ơi. Để mua rau nhiều sợ nó bị không ấy. Trong đây à. Không ngoại vô đây cái đi. Ở đây là gì đây? Ồ trong đây mắm. Trong đây bán mắm ngó sen, bòn bòn rồi mẹ. Tương. Mắm ruốc Việt Nam ba khía. Bà ngoại muốn ăn ba khía không? Ba khía này. Ba khía này trộn chưa ta? Trộn rồi đó. Mày nhìn thấy. Thì người ta trộn rồi chắc sẽ hơi ngọt đúng rồi. Cái này cà muối mặn nè. Ủa cái tương nè. Cái này vô tới đây là hửi mùi Việt Nam liền luôn á các bạn. Có người sẽ không thích thì sẽ nói nó hôi, nhưng mà Phương Thí thích nên mình cảm thấy nó rất là thơm. Bên đây cà pháo. Cà pháo măng chua. Măng chua nè. Cà pháo chua ngọt đây. Nhà mày tôi thấy cũng có. Có nhà con có măng. Muốn không? Muốn thì ngoại lấy hũ đi. Cà pháo chua ngọt. Dưa giá của mẹ mới làm đó. Củ kiệu. Nhà mày còn không? Có, mình mới có mua. Dưa cải. Ở bên mấy cái khu Việt Nam này sướng lắm các bạn ơi. Cái gì ăn mình muốn ăn cũng có hết trơn á. Còn ở chỗ của Phương Thí á, không có. Cho nên mỗi lần mình đi mình thấy cái mình mê. Dạ mắm cá lóc á mẹ. Cá lóc nguyên con. Có mua gì trong mắm không? Cái này có dư vị không đấy? 15 đồng chứ mẹ. Thịt cá lóc. Cái này cà pháo chua ngọt. Cái này nhà con có không vậy? Ngó sen có luôn trong hũ á mẹ. Rồi không cho có đi ra ngoài khu này lạnh. Cái này lạnh như mắm bên đây không đỏ mà mắm bên đây. Đây là giò lụa nè, chả lụa. Nhà mình còn ha. Cái này là nóng luôn á. Quên đây nãy mẹ nói cái gì? Chờ, đâu phải Bạc Hà, tao tính là Bạc Hà vậy đâu. Không phải mẹ Bạc Hà, hồi khúc mình nói chắc có thể có. Cái này đu đủ xào, à đu đủ cắt sợi để mình làm gỏi. Vô cần. Cái này người ta vô một chỉ vậy đặng mình về mình làm sẵn luôn. Hôm qua sao mẹ không thấy nó cháy chắc bên đây không có, lát đi qua khu bên kia có thể có. Bắp chuối nè ngoại. Nè. Bắp chuối không? Về mà ngoại sách mà ngoại làm được đó. Gì thôi tới nữa con chở mẹ đi Việt Nam ấy, chợ Việt Nam của con có. Cái gì vậy? Củ ghiền. Củ ghiền bên bạn có không? Có luôn, củ nghệ cũng có. Đó ngồi ôm mẹ lấy đi, anh Dương cũng muốn trồng á thì lấy thử dĩ hay dĩ thôi. Có ông về muốn. Ở trên nhiều lắm. Ông ngoại ơi, ở đây có bán đậu gồng nè ngoại. Có thèm đậu gồng chưa? Có thèm đậu gồng Việt Nam chưa? Ủa mà mắc lắm á. Mà bán mắc lắm á. Một phao là 8 đồng 99 á. Hết thèm luôn, nghe nói cái hết thèm luôn phải không? Ừ. Thì mẹ lựa cái này nó già già. Ừ. Ngò ôm, ổng cũng thích cái ngò ôm đó. Cái này nè mẹ, con thấy cái này nè có rễ luôn nè. Non quá nè. Thì có cái này có cái kia chứ mẹ lựa già không chứ không có đâu ngoại ơi. Mẹ lấy đi, cái nào cũng được. Dạ. Để nào mình ăn còn nhiêu để lại chồng. Nè mẹ, cái này là cái trái bí đao nãy mẹ thấy bự nè. Trẻ khai nó bự quá trời. Ủa không? Không có không cần quế đâu. Quế này không có tươi không? Cái gì? Không có rau muống gì ta? Mày muốn rồi mày lấy 1 lọn cũng được. 3 đồng 49 một lọn, lọn nào cũng được hết. Sáu mấy ngàn hả? Trời đất.
ba đồ quỷ tiền nhà mẹ nhóc. Ừ, đó lá chút mà nhưng phải lá chanh. Dạ. Rồi tỉa cái đầu lại rồi đó hả? Trời ơi. Anh xã mình cắt tóc ở bên tiểu bang của mình đó các bạn, nhưng mà người Mỹ á, người ta cắt nhầm người, cái tay nghề chưa có cao á. Tay nghề nó chưa cao á nên nó bị hư tóc. Ảnh ra đây anh thấy có cái tiệm barber người Việt Nam mình, tiệm cắt tóc người Việt Nam ảnh sửa lại. Không thấy rau muống nè. Qua bên đây nè mẹ, chắc bên đây có thể có rau thêm không? Đậu bắp nè. Ăn mướp không? Mướp á. Cải gỗ kìa mẹ. Qua bên kia lấy cải gỗ. À, mẹ qua bên kia đi, mẹ lắc xem. Khổ quá đây nè ngoại. Không biết đi đường nào. Không biết đi đường nào. À. Thôi mẹ ơi, thôi mẹ lựa khẩu qua đi, khẩu qua hơi xấu ha. Rau muống này mua về cho ăn đầm được nè. Ông xã. Sao cái cọng nè. Lấy đại đi ha. Rồi để góc vậy bắn cần ký lấy góc thôi sao đang. Ờ đó, bự quá chắc lấy góc quá. Không có. Cũ quá rồi sao cho được. Cái này già khằng về cắt hết rồi. Thôi về ăn đầm nó lặt không. Cải gỗ bên đây nè. Lúc bên đây con cũng thích ăn cải gỗ nữa. Này không phải. Cải gỗ trước kìa ngoài. Cải gì vậy ta? Cải này là cải bẹ xanh. Cải xanh á. Dạ con cũng thích ăn cải gỗ nữa. Cha cũng thích nữa. Bán phao mẹ. Một đồng chín sen một phao. À, mẹ lấy 3 bọc, 4 bọc vậy đi. Để cũng được lâu lắm không ngoại. À. Mẹ giống như mình chứ không sao đi xuống chợ Việt Nam mà thấy rau em thấy dưới em cũng mua quá trời luôn. Bà ngoại ở bển ăn rau quá trời bên cái thành phố mình thì không có rau, ngoại thấy rau ngoại mừng. Thành phố mày đâu có rau vậy? Không. Mấy cái này ngon ngon thế. Bánh tứ quý. Sao thấy cái gì cũng muốn mua hết trơn. Kẹo mè sửng dạ. Mẹ nói gì? Không đầm nó không biết, nó không có nấu cái đó, nó mua cho mình thôi đó. Nói gì chỉ có ăn rau muống thôi mà rau muống xấu quá chắc bỏ qua đi. Có mua ông xã. Có mua cho nó trái mít nè. Thấy không? Một xe toàn rau không á các bạn. Dễ thương mà ngoại. Mẹ mình rất là thích ăn rau. Quá trời giờ mua rau. Mua rau thêm. Đi qua bên đây mẹ coi dần thịt bên đây nè mẹ. Nước có dần nước này nha. Trời con lá xe. Không. Không hay miếng nào chứ. Vô đây nha. Đuôi bò. Cái này đuôi bò. Sườn heo non. Nó cũng có thì đừng mua, nếu mà có thì đừng mua. Lá mía heo là gì mẹ? Lá mía. Thôi con không biết cái này. Ruột này ruột không ruột gì mẹ kia cho không? Ruột này chứ chỗ cái chợ Việt Nam của con cũng có cho nên khỏi mua đi. Ờ. Mua nhiều quá. Thịt bò này, thịt bò bắp mà gân nè. Mua này cho ngoại được nè. Gân dữ lắm. Gân dữ lắm. Bò bắp cái dạng gân á mẹ, gân dữ lắm. Ở ngoại thấy. Sợ bị hư quá. Thịt ba gọi. Ruột heo. Và vô trong khu này toàn là đặc sản. Cận heo. Lưỡi heo. Gan. Cái này ăn cái gì? Cháo lòng á mẹ ha. Cháo lòng là đủ món hết luôn. Châm đồ thêm á. Giò gà. Lá sách bò nè mẹ. Lá sách con bò. Sợ cái đường mình về xa quá các bạn. Phải giống như mình ở đây cách đây khoảng có 3 tiếng thì chắc có thể Phương Thí mua. Nhưng mà mình ở cách đây xa quá các bạn ơi, tới gần 12-13 tiếng lái xe về chắc nó hư hết. Mày muốn nhổ tai heo, thấy bên này không có đó.
Có không? Có chợ Việt Nam có. Vậy là mẹ lấy thành đá về trộn nữa, bây giờ trộn nó xe ra cũng được đó. Không ăn. Con này con gì vậy con coi? Con có chim cút. Chim cút á. Chim cút thì cũng tính đâu là chim cút cao. Tôm nào ngoại? Không phải, cái này không phải tôm, cái này là con cá lòng tâm. Cá lòng tâm trứng. Cá trứng nữa, cá trứng nữa, cá trứng nướng ngon. Cá lòng tâm, nó để cái lòng tâm. Mẹ vô nhà hàng ăn cái này thì ngon nè. Tôm sú lột vỏ. Cái này tôm sú nào ngoại? Mà lột vỏ. Nhà mình tôm nhóc chứ. Tôm nhiều lắm. Tôm nó vô nó cũng như rẻ không? Dạ. Tôm nè. Có cái ngắt đầu, có cái còn đầu. Tôm không á. Wow, bên này cá bán nguyên tảng luôn nè ngoại. Lạnh đây hả? Lạnh vô đi. Khu này thì người ta bán đồ phải hơi lạnh lạnh gì không thôi, đồ nó bị hư. Cho nên ta hơi lạnh. Cá hồi. Cá hồi. Cá khoanh này là cá. Cá đông xốp cắt khúc. Đông xốp là gì đó con không biết nè. Dạ. Này cá ngừ đại dương. Hả? Không phải con cá cơm. Con cá cơm nhỏ nhỏ, khoai tiêu ăn cũng dễ ăn lắm. Mời. Có con cá này là con cá của con câu nè mẹ. Là loại này nè, ờ đúng rồi. Cá của con câu là loại này nè, cá cắp phít nè. Cá phi, cá rô phi. Bự quá trời ha. Dạ. Mực ống, mực ống cá thác lá. Nhưng mà mình mua không được đâu mẹ ơi, mình đã xa quá. Ở đây thì mẹ mua được, mà xài liền thì chúng ta rồi. Xài liền, còn mình giống như tiểu bang mình xa quá. Mình lái tới mười mấy tiếng về tới bển nó hư đổ trơn uổng. Mực. Này đông đá. Mua mực thì sao đó. Không, cái chim. Cá bông lao sống. Cá rô phi. Cá bông lao. Con này con ốc. Nghiêu, con nghiêu. Con nghiêu sống. Con ốc giò vôi vậy nè mẹ. Mình sợ đó. Tôm hùm ở đây. Con ốc này ốc hương nè. Ốc hương, ốc len. Nhưng mà bây giờ tiểu bang mình nó xa này đó. Xào trứng muối cho con, xào trứng muối là cho ăn cho bạn ăn được. Con không mình về mình ăn đó. Con ốc này là không được, mình tiểu bang mình về nó chết hết trơn. Xích trời xuống nữa xíu ơi. Ồ, dưới đây có tô ta gọng tôm hùm. Tôm hùm nhiều lắm luôn. Cua, đây là cua gọng nè, cua Canada mà anh Dương nói mua để cho mẹ ăn thử á, là con cua này nè mẹ. Con cua này là con cua Canada. Chết không được, không có mua được, con quên. À, 9 đồng 99 một hao là nửa ký đi, nửa ký là 9 đồng 99 với 10 đồng đó, mẹ tính đi. Cái catfish. Cá này cá chim á. Đầu cá này là đầu con cá catfish luôn. Ốc nè. Thịt ốc mà con mua về xào là này nè. Cái đây thịt hả? Thịt không à. Nó khác với con ốc của mẹ ăn nha, cái thịt nó khác nha. Ngon không? Cũng được. Ăn cũng giòn giòn dai dai. Lương kìa. Cái này mình coi. Cái này mình coi cho vui thôi ngoại ơi, chứ mình mười mấy tiếng xa quá về nó hư hết uổng. Phải giống như mình mua xong cái mình về liền thì còn được. Còn lát chiều nay mình đi chơi, tối lại mình đi chơi. Bắp thảo. Đây có bán cá khô nè, mà nhìn nó khô nhiều lắm luôn. Khô cá sặc nè mọi. Lá chuối nè. Đó, lá chuối bên đây là đông đá vậy đó mẹ. Đâu bên tế. Vô đây lạnh thiệt hết đi. Dạ, khu này khu bán đồ lạnh mẹ. Phải hơi lạnh không thôi đồ nó sẽ bị hư. Đây. Cá khô.
cá đó giống như cá gì, cá anchovy, giống như con cá cơm vậy mẹ, giống như con cá cơm của mình vậy. Thôi tính tiền mà. Rồi các bạn, sau khi đi chợ xong á thì bây giờ Phương Thí mẹ với em xã mình sẽ lên xe hai trái. Trái 9 đô à. Một cái trái 9 đô, trái 10 đô. À, mít ở đây rẻ dữ lắm luôn á. Video clip hôm nay cũng hơi dài, đến đây Phương Thí xin kết thúc cái video ngày hôm nay của mình ở đây nha. Cảm ơn quý cô chú, anh chị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ Phương Thí. Chúc tất cả các bạn sẽ có một ngày thật là bình an và vui vẻ. Bây giờ Phương Thí xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video kế tiếp. Bye bye!